Vậy yeah.

Chúng sư thích cao ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 135. Ngày nào khi buổi sáng khi công phu xong chúng ta cũng học đúng một đề tài một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng chữ niệm này là nhắc nhở chúng ta là nhớ Phật A Di Đà và niệm Phật A Di Đà và cả cuộc đời này của mình hướng đến chỗ Đức Phật A Di Đà niệm và học với ngài thôi giữ một tiêu chuẩn này cho thiệt là chắc nên sáng nào cũng nhắc mình là nhớ ngài và niệm ngài niệm 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 ngài để mà chỉnh sửa hành vi sai lầm của chúng ta mỗi ngày chắc chắn rằng nếu người nào mà thường nhớ Phật niệm Phật thì quý vị sẽ thấy được cái phương pháp mà niệm A Di Đà Phật để mà chỉnh sửa lỗi lầm của mình thì rất hữu hiệu. Có khi mình nghe Phật pháp rất nhiều nhưng chưa chắc mình chỉnh sửa được lỗi lầm. Nhưng khi nắm được phương pháp niệm A Di Đà Phật, niệm lâu ngày như vậy mà nó đủ cái lực để mà chỉnh sửa lỗi lầm. Có một cái chú này ổng cúng cho chùa mình một cái Vàng nước lọc. Chú này thì cũng biết Phật Pháp nhưng không biết nhiều à, Khi lắp đặt xong cái vàng nước lọc Thì thử nước Hình như là 0,3,4 vậy đó Thì nước vậy là cũng tiêu chuẩn lắm mà các cụ Xài một thời gian nữa thì à, chú lên chú thử cái vàng nước lọc thì chú nói rằng rất là lạ thường là một cái vàng mái mớ thì đầu tiên thì nước nó tốt vậy thì cũng là bình thường đi nhưng mà càng xài thì à, nước nó sẽ tệ lại một chút nhưng mà không ngờ thì cái vàng nước lọc ở đây á, là xài một khoảng thời gian dài thì thử nước thì nó còn không phải một hoặc là không không luôn nếu mà nó còn một là nó còn dơ một chút đó các cục còn nó đến không không là nó sạch hoàn toàn Và cái ông mà cúng cái vàng nước lọc cho chùa mình Ông nói gì nè Nước của chùa mình là tiêu chuẩn của những Cái hiệu nước nổi tiếng đó các cụ Tiêu chuẩn như cái những cái hiệu nước nổi tiếng Đây là cái người mà cúng vàng nước lọc Ông cũng quý là ông đến ông thử nước của chùa mình ông nói rất lạ và khi ngồi nói chuyện với ông Ông nói mấy câu mình thấy cũng hay Ông nói rằng là Lúc trước cũng cúng cho Một cái chùa nào đó Của một vàng nước lọc giống gì Lắp đặt đồ đàng hoàng Cúng trọn gói Nhiệt tình lắm Một thời gian quay lại Coi để có cái gì hỗ trợ cho quý thầy trong chùa thì khi quay lại thì thấy cũng có người ta cúng mấy cái vàng nước nhỏ 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 nước nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là cái vàng nước lọc lớn gì thì thấy chùa đó xài mấy cái vàng nước lọc nhỏ nhỏ đó và để cái vàng nước lọc của ảnh nó dơ giấy nó bày hày tự nhiên anh đến anh gặp cái anh lắc đầu anh nói thua đi về luôn còn khi anh đến chùa mình á Thì anh bước vào trong cái Chỗ mà cái dàn máy nước lọc của mình nó có cục Khi mà anh đến gặp những đứa anh nói chuyện nó nói rằng là Thiệt là sạch sẽ Con thiệt là quan hỷ Anh đem từ cái chỗ kia anh so sánh lại với mình thì cái cảm giác rằng khi mình đưa người ta một món đồ gì mà người ta chăn quý á các cụ Thì mình cũng mừng, cũng vui vậy Còn nếu mình đưa người ta một món đồ gì mà người ta không chăn quý, người ta không cặn Vì trong lòng mình cũng hơi buồn buồn đúng không Người tu mình mà còn bị như vậy không chi là cái người người ta chưa tu gì mấy Đó Thì khi mình ngồi nói chuyện với người ta, người ta cũng dạy mình một bài học rồi thấy không Thí dụ như người ta cúng mình một món đồ bình thường mà mình chăn quý đi thì mai mốt người ta cảm cái tâm đó sẽ cúng mình món đồ nó đặc biệt hơn Rồi người khác ta cũng thích cúng hơn Nên cuộc sống của mình nó sẽ ổn định hơn Còn nếu như mà người ta cúng mình một món đồ gì mà mình bỏ bê Mình phí phạm người ta thấy được người ta buồn lắm Từ nơi đó mà người ta không có phát tâm nữa thì mình đói meo như con mèo Khi người ta ngồi nói chuyện với mình mà người ta khen rằng là cái chỗ làm nước của mình quá sạch gì có nghĩa là những chú mà không làm nước là không có phước Đấy không đây là rõ ràng mà người ta nói mà mà người ta nói nước chùa mình giờ nó sạch dữ lắm mà tiêu chuẩn của nó là như là những hãng nước nổi tiếng luôn cao đến mức gì đó các cụ và anh nói rằng là lạ Hồi đó thì chưa từng thấy như vậy Trong lòng mình nói rằng Ít có cái nơ mà làm nước nào mà để máy niệm Phật trong đó niệm xuyên suốt lắm ông ơi Ở đây người ta để máy niệm Phật xuyên suốt niệm trong đó Mỗi ngày nước nó nghe câu ai với Đạo Phật nên Nước này nó tiêu chuẩn là đúng rồi, có gì đâu lạ Thí dụ như các cụ sống trong đây mà càng ngày càng khỏe Con cái của các cụ khi gặp các cụ trong đây người ta gặp như Đức ta nói gì nè Mẹ con á, bây giờ mà nhìn bà còn đẹp hơn lúc trước sau càng mỗi năm bà càng đẹp Và vẻ nữa, và vui nữa thì để chúng thấy rằng là nước mà nó nghe câu ai với đào Phật mà nó còn đạt tiêu chuẩn sạch nhất vì thì con người chúng ta trong đây mà mỗi ngày tẩm ớp câu ai với đạo phật dù là nghiệp lực mình có mạnh cỡ nào mạnh nhưng mà nó tẩm ớp mỗi ngày nó chùi mỗi ngày cái tâm của mình thì từ từ cái tâm mình sạch không làm gì không sạch nó kiên trì nó ở trong đây quanh năm thì câu vật hiệu này nó cứ ngấm ngầm ngấm ngầm ngấm ngầm từ từ nó lao cái tâm từ từ Nên chúng ta hiện tại tu hành Dùng bài kệ của thằng tú để mà áp dụng được Thân như cây bồ đề, tâm như đài rương sáng Thường thường hay lau chùi để không dính bụi nhơ Bây giờ mỗi ngày mình niệm Phật là Thường thường lau chùi cái tấm Còn buông câu vật hiệu cái là bụi nó bám vào liền Các cụ thấy không Bụi chặn cảnh Nói xấu người này nói xấu người kia Đó là bụi đó còn nếu mình thường niệm Phật là thường thường hay lau chùi Để không dính bụi nhớ Còn nếu mình mà không niệm Phật là bắt đầu là nó bám liền Bắt đầu nó dính vô tâm mình liền Mà trong nhiều đời nhiều kiếp cái này bụi này nó, nó chắc dày 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 dày, dày lên nè à. Đâu thế nào mà một sớm một chiều một ngày một bữa mà nó lau sạch được cái cũ Nên nó phải có thời gian mà nhờ cái hoàn cảnh này mỗi ngày xung quanh chùa bắt máy niệm phật xuyên suốt trong phòng mỗi người đều để máy niệm phật thì nó nghe giết rồi thì nó lao cái tâm này sạch từ từ quý vị kiếm cái cơ hội mà một cái nơi mà xung quanh máy niệm phật nhiều gì được hả nếu mà ngôi chùa này mà nó ở đâu ngoài đường ngoài mà gần nhà người dân quý vị thử bị bắt máy niệm phật đi rồi quý vị biết ngày xưa trên kia biết cái trơn rồi bắt máy niệm phật mà bị thưa kiện đi chầu hoài đó chứ đừng có nói mà chùa mình mà bắt mà xây ra ngoài đường quay um sùm bốn hướng gì đâu có dễ các cụ tại vì ở đây không có nhà người dân mình mới làm được đó nên từ nơi đó bị biết rằng y báo và chánh báo mình nó phải phù hợp có khi mình gặp được duyên rồi mà mình lại bỏ cuộc á mục tiêu tu hành giải thoát nơi nào khuôn khổ nơi nào mà có tu thì mình tu được rồi từ nơi đó mình phải nắm bắt cơ hội niệm câu phật hiệu này sáng nào cũng nhắc một câu ai đà phật niệm đến cùng sáng nào cũng nhắc một câu ai là phật niệm đến cùng nên ai cũng cầm chiếc máy bấm số niệm hết nhất là những người cộng tu họ niệm dữ lắm Tại họ nghĩ rằng thời gian của họ vô đây có mấy ngày á Không ngoài đời nói chuyện quá trời Giờ vô đây thôi nói gì nữa giờ Tu xong Đi ra bắt đầu là xuống nhà ăn ăn cơm Rồi bắt đầu làm gì thì làm Còn lúc nào ngồi xuống cái là Cái miệng cứ là Ai với đào Phật thì bấm Ai với đào Phật thì bấm Cứ ngồi ở đâu bấm bấm lộn mèo luôn, luôn. Cứ như vậy mà tu cứ niệm có vật hiệu này tới cùng cứ niệm đi kết quả lớn lắm chư tổ nói rằng là sáng mở mắt ra cái nhớ đầu tiên là nhớ ai với đà phật thì một ngày là vui vẻ hạnh phúc một tháng mà như vậy thì một tháng vui vẻ hạnh phúc một năm mà như vậy thì một năm vui vẻ hạnh phúc Luôn luôn sống trong sự an lạc Như vậy thì khi bỏ báo thân này Làm gì không sanh gì cực lạc Còn sáng mở mắt ra mà suy nghĩ tiền Suy nghĩ danh, suy nghĩ việc này, việc kia Thì là một ngày bất an lo âu Cái Này là kiểm nghiệm rõ ràng mà Nên á, những người mà vô đây cộng tu á, một hai tuần mình đắm bắt cơ hội để mình niệm phật tới cùng luôn mình niệm như vậy được rồi khi mình về nhà rồi tiếp tục mình áp dụng phương pháp vậy đó mình tu có những người những đức gặp á họ nói họ cái tâm tư họ bị cái này kia phiền não được họ làm ăn cái gì cũng được như cái cặp vợ chồng mới gặp cách nay ba ngày bởi vì quý vị mà đặt chiếc máy vị tặng cho người ta nó ý nghĩa ghê không Hai vợ chồng thì đi đến cái tiệm thuốc nào đó. Thuốc đông y gì đó. Thì khám bệnh tự nhiên gia đình bốn người. Hai vợ chồng, hai đứa con. Đều có cái triệu chứng bệnh tương đối giống nhau là cái tay nó muốn liệt bên vậy đó. Giống hịch nhau à mà cái cô này cổ phá thai ba lần các cục cô... phá thai ba lần ban đầu thì cổ thôi cái tay nó muốn liệt qua bên đi nó nghiêng nghiêng nghiê cái tay qua bên, bên rồi nó lói 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 nè mà. mà nó làm cổ ngủ không được ăn không ngon cứ là trần chọc mệt mỏi rồi thời gian sau này tiếp tục chồng cổ là cái tay nó cũng muốn nghiêng qua bên nó liệt qua bên, bên rồi nó cũng là chịu chứng ngủ không được cứ nao 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 lo âu hoài còn thời gian sau này cái hai đứa con cổ cái tay của nó cũng bị muốn liệt qua một bên vậy đó rồi thành viên trong gia đình bốn người nó bị triệu chứng giống giống nhau phá thai ba lần nhà cũng chưa biết tu gì bao nhiêu thì cứ nghĩ rằng bệnh hoạn như vậy thì kiếm uh, bệnh viện hay thuốc men gì để trị bệnh nữa cục thì đi đến cái tiệm thuốc đông y gì đó thì người ta bán thuốc xong người ta tặng cho cái chiếc máy nghe pháp của chùa mình nữa cục thì nghe được nửa năm thì mới biết được rằng là cái tội phá thai đáng sợ như vậy thì họ mới biết cái tội phá thai đáng sợ như vậy thì bắt đầu hai vợ chồng cũng ở xa lắm vậy mà cố gắng sắp xếp thời gian hình như là cách nay ba ngày là đi đến chùa mình ở nguyên một ngày đứng kế bên những đứt rửa chén nhưng mà cứ kiếm những đứt hoài tới chiều lại thì ta mới chỉ mình thì hai chồng ngồi nói chuyện những đứt thì nói chuyện với họ thì họ nói rằng là nhờ nghe được chiếc máy nữa năm nay Rồi bây giờ quyết tâm đi đến chùa mình Thấy à, không? Quý vị tặng cho người ta chiếc máy quý vị thấy chưa? Nó hữu hiệu, nó lợi ích vô cùng chưa? Rồi xong những đức nói chuyện với họ, những đức mới chỉ họ là ngày Chủ nhật cố gắng Mỗi tuần Chủ nhật cố gắng dù là xa nhưng mà sắp xếp thời gian Đi đến đây cộng tu ngày Chủ nhật đi Nương vào cái chúng để mà niệm Phật rồi cho hai đứa con đi theo luôn Họ nói rằng là công việc con hơi bận Những đứa nói rằng là Công việc bận nguyên một thời gian mà bệnh này Làm ăn có phát đạt không? Họ nói là dạ không Những đứa nói đã không rồi thì trước nhất giải quyết cái vấn đề bệnh trước đi Giải quyết cái vấn đề nội tâm trước đi Giải quyết cái vấn đề nội tâm rồi Lúc đó làm ăn cái gì làm ăn sao? Còn cái nội tâm mà chưa giải quyết được rồi Thì quý vị làm ăn được cái gì? Mà muốn giải quyết cái vấn đề nội tâm là phải dùng cách gì? Niệm Phật Tại vì mình thường là gầu gỉ ngay chỗ đó Thì nó cấm ngay chỗ đó Nó nuôi ngay chỗ đó, nó phát triển ngay chỗ đó Bây giờ mình quay lại mình niệm ai với Đà Phật đi Thì tự nhiên cái chỗ đó nó sẽ tự biến mất Và nội tâm mình từ từ nó an lạc Rồi bắt đầu là lúc đó Cảnh duyên mình thấy điều là vui Vui rồi thì lúc đó làm ăn nó sẽ phát đạt lại Gia đạo sẽ tốt lại Nó sẽ khỏe mạnh lại còn nếu như cứ như vậy mà không chịu quay lại lo tu hành Thì nó càng ngày nó càng lúng 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 Làm sao nó phát triển Nên con người mà hiện tại mà mình đang bị Cái nội tâm bị cái gì trước nhất Phải giải quyết cái vấn đề nội tâm trước đi Rồi muốn làm ăn hay muốn làm gì là Còn nếu mà cứ bận bịu làm hoài Từ từ cái chuyện nó điên cuồng ra Nó điên á Nó nên hai vợ chồng nghe những đứa nói chuyện xong tâm họ nó nhẹ nhàng xong rồi như thế nào họ hứa với mình là mỗi tuần chủ nhật đến cộng tu rồi bắt đầu là chủ nhật tuần này Du Lan là họ đến nè Hai chồng hai đứa con đến nè Là từ ngay chỗ nào quý vị biết không Là từ ngay quý vị đặt cái máy bị cho cho ta Nó mới có cái duyên đi đến chùa nè Chứ nếu không thì nó nghĩ rằng là bệnh hoạn Đi khám bệnh thôi Chứ nó đâu có biết rằng là phá thai mà Mà ghê gớm như vậy Những Đức mới nói với hai vợ chồng họ Một câu rằng là Hai vị biết rằng Đầu tiên là hai người Thai nhi nó làm cho hai người như vậy xong rồi đó Bắt đầu tiếp tục là hai đứa con của hai người là ít tu quá Nó sực hai đứa con của hai người luôn Tại vì sao? Vì mình không sanh nó ra Mà mình sanh những đứa con này Mình nuôi, mình lo, mình thương những đứa con này Thì nó thấy mình thương những đứa con này Giống như bây giờ cái cảnh viên mình còn sống đi Mà mình thương ai á Mà sống chung mà mình thương ai Mà riêng lẻ nhiều quá Thì họ ganh tị Vậy thì thai nhi nó cũng vậy mình thương những đứa con sanh ra thì nó bực bội lắm Nhưng mà khi vận khí mình giảm xuống rồi Thì bắt đầu nó xử lý mình được Khi vận khí mà giảm xuống Còn khi vận khí mà chưa giảm xuống Thì quý vị biết rằng là nó không có đụng được quý vị Nhưng mà nó chờ cơ hội Chờ cơ hội khi mà vận khí quý vị nó giảm xuống Bắt đầu là nó xử lý quý vị Thấy không? Là cả một gia đình bốn người Đều là bị liếc tay qua một bên hết và cái cô vợ của nó rằng là tự nhiên con đi nó cứ liệt, liệt 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 xuống khi con ngồi nói chuyện với thầy mà sao mà tự nhiên sao nó chạy 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 vòng vòng người con ngộ quá tại vì sao quý vị biết rằng hòa tự tình không này nói rằng là hương linh thai nhi nó bám vào người mình nó bám vào đầu nó bám vào tay nó bám vào thân, nó bám vào cơ thể mình nó bám vào đủ chỗ mình hết trơn nó làm cho cơ thể bị bệnh hoạn gì sao vì vận khí suy si rồi là nó bám được nó làm cho bệnh hoạn Thấy không? rất là rõ ràng nên từ nơi đó mọi vị biết rằng là Phật pháp cứu cuộc đời của mình và cứu rất là nhiều người là từ nghe Phật pháp rồi mình biết cái đó là tội lỗi cái đó là tạo nghiệp thì bắt đầu là mình chuyển tâm là mình sửa đổi lỗi lầm thì mình chỉnh cái tâm lại từ 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 thì nghiệp theo đó mà nó cũng sửa luôn và nghiệp theo đó từ đó mà nó cũng mất luôn phải không? Nên nó bản thân của mình tu hành là nó có lợi ích lớn cho mình Mà nó hướng người nó có lợi ích cho người khác Tội từ tâm khở Thì sanh ra nghiệp Thì bây giờ cũng là từ cái tâm này mà chỉnh lại Thì tiêu nghiệp Nếu mình không quyết định buông nó Thì làm sao mà tiêu nghiệp nên bản thân của mỗi một người chúng ta là mình phải biết được rằng là Lúc xưa chưa hiểu đạo làm sai Bây giờ hiểu đạo chỉnh sửa từ 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 Nhưng mà phương pháp gì để chỉnh sửa mình từ từ Niệm câu vật hiệu này Niệm lâu ngày, niệm lâu ngày Dài tháng, niệm từ từ Rồi tự nhiên cái sức cảnh giác Về cái chỗ mà muốn tạo nghiệp của mình rất cao Thì đến lúc đó là Nó có một phần nào công phu Thì nó đủ năng lực để nó chỉnh sửa Cái tâm của mình Từ từ rồi thì nghiệp tự tiêu Nên kiên trì niệm câu vật hiệu này đặc biệt lắm Rất là đặc biệt Mình cứ nhắc như vậy hoài Để nó có một phương hướng Nó có một tiêu chuẩn luôn Tu nó có một tiêu chuẩn luôn Giống như đi một đoạn đường Nó có một phương hướng đi vậy đó Chứ nó không có làm cho người ta mất phương hướng Nhớ nghe không? Không có làm cho người ta mất phương hướng nên bản thân mỗi một người chúng ta tu Mình cũng phải có một phương hướng cho rõ ràng Những Đức từng nói rằng Con người chúng ta mỗi ngày càng già Chứ không phải mỗi ngày càng trẻ Chúng ta không có được buông cho thời gian tuổi trẻ của mình Hôm qua đứng chiên đồ chai với mấy cô Những Đức nói một câu rằng Mấy cô thấy Cái việc làm mấy cô mấy cô phải hiểu Nó có một cái giá trị chứ Bỏ ra hai ngày Chiên 100kg sườn chai Nhiều lắm đó nghe các cụ ôi bật lên năm cái lò trong bếp của mình cái bếp mình phải lớn gì mà năm cái lò lửa nó cháy như là cái lò mà đốt trời thiên vậy đó vì nghĩ gì năm cái lò đó lửa nó cháy phừng phừng vậy đó vậy mà mấy cô mấy cổ đứng mấy cổ chiên á rồi chiên một chút rồi tới những đứt qua tiếp tục nó phải kết hợp vậy đó Ôi lửa nó nóng kinh khủng thì Chiên Xẹt chỗ này, xẹt chỗ kia, xúc chỗ này Bư chỗ nọ Nhiều liên hoàn cướp vậy mà nó liên tục, liên tục, liên tục vậy đó vậy thấy không? Lớp dầu, lớp mùi dầu Lớp nóng, lớp chụm lửa Các cụ bên ngoài thì xé rồi đem vô rồi bắt đầu ớt rồi chiên rồi xúc ra rồi bỏ vào bọc rồi buộc lại cho nó giòn nên quý phật tử về mà ăn một miếng đồ chay trong chùa nó là cái duyên chứ lắm vì duyên của nhiều người duyên vào đó bây giờ mình ăn một miếng này là mình ăn cái duyên vào tâm mình á nó duyên vào tâm mình á dù là một miếng đồng hũ luộc đi chấm muối tiêu đơn giản nhơ 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 nhưng mà mỗi lần nhơ ai với đào phật nuốt vô bụng ai với đào phật chứ đừng có nhơ mà sao ngán quá à chùa mình bây giờ thành một cái mô hình mà ăn đậu hũ luộc chấm muối tiêu cuối cùng là nhất môn thâm nhập luôn á mỗi buổi chiều tối buổi chiều ăn á là đúng một món mà không thay đổi nghe từ bây giờ cho tới ngày giảng sanh luôn là các cụ quyết định là mình chỉ đúng một món đầu hủ tiêu đầu hủ chấm muối tiêu nghe cụ <laughs> quyết định vậy luôn á nghe buổi sáng buổi trưa ăn gì thì ăn thì thay đổi thì tự nhiên nhưng mà đúng buổi chiều là đồ hủ luộc chấm muối tiêu các cụ biết nghe buổi chiều mà ăn đồ hủ luộc chấm muối tiêu đó mình lên mình tu nhẹ lắm các cụ tu nó nhẹ lắm lễ Phật nó không có ói 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 đồ ra nghe nhưng mà buổi chiều mà thử các cụ ăn cái gì mà dầu mỡ nhiều đi lên lễ phật nhiều khi nó ọc ra đó các cụ nghe nói ọc cái cái chú ông ngồi ông nghe nói chị cũng bật ra phía sao tự nó đổ cái vị biết rằng đổ luộc giống muối tiêu vô mình nó trở thành mô hình luôn Rồi từ từ những đức suy nghĩ Cái buổi chiều bây giờ Những đức thấy các cô Bớ cái khay cơm với các cụ Mà toàn bộ múc canh là cái thố để riêng không các cụ Biết sao Vì múc canh trong cái khay là các cụ ăn cơm không hết Rồi nước canh nó đổ vô cơm Nó bị thiêu cơm Bây giờ phải múc ra cái Thố riêng Để các cụ múc vô ăn Đừng có để ướt cơm Bị thiêu cơm để một cái thấu cơm múc ra ăn dừa mình thôi nên những đức nhìn từ chỗ đó mai mốt những đức điều tiết từ từ lại các cục làm sao mà chúng chùa mình nó đỡ cực đi có thời gian ta niệm phật các cụ biết rằng một ngày ba bữa mà rửa khay nó cũng đơn giản nghe cụ rửa xong rồi lao thôi bây giờ trung bình chùa mình mỗi ngày là gần 400 người là trung bình nghe các cụ rồi còn hôm qua rồi mấy ngày nay các cụ coi đi kẻ ra người vào thôi ào 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 vậy đó các cụ đó làm trong bếp không đơn giản đâu có cái cô này Cô mới vô chùa của tu mà thời điểm mà dịp hè này đông người quá làm dữ quá đó các cục xong cô làm mệt quá không dám nói ngồi khóc <laughs> ngồi khóc hoài đó xong rồi mấy cô hỏi thì sao mà cứ ngồi khóc hoài đau bụng hả à? Xong hỏi từ từ với cô mới nói rằng là Làm mệt quá Không dám nói Làm mệt quá không dám nói khóc Nhưng Đức nói rằng Đúng ra mình phải hiểu Mình được đi vào chỗ nào mình ở Mà mình được làm nhiều quá Mình phải cảm thấy mừng chứ khóc gì Các cụ biết rằng nha mình mà mỗi ngày mà không có việc á, Mà nếu không niệm Phật được á, Là cái tâm của mình nó tào lao đó các cụ ơi Thường lỡ không ưa sanh chuyện đúng không Từ nơi đó đó mà các cô các chú mà có việc làm là nên mừng Còn nếu mà không có việc gì nhờ cái phước làm việc đó Nó trả cho mình cái tâm niệm Phật được Đừng có khóc Đi tu mà muốn giảng sanh mà làm cực mà khóc sao giảng sanh trời Dạng sanh tây ninh đúng không đừng có sự cực phật đã dạy mình lấy khổ làm thầy mà làm cực khóc gì khóc còn quýnh với vị thêm nữa đừng làm tội nghiệp nên mình là người tu hành phải rèn luyện chứ nó có gì thì nói chứ làm gì làm mệt mà khóc trời giống như nít nên Mỗi ngày các cụ cứ nghĩ Trung bình cứ 400, 400 Ba buổi nấu ăn Nấu xong quay lại chuẩn bị Nấu xong quay lại chuẩn bị Cứ như vậy Rồi xong ăn xong khay Đồ tập trung rửa rồi lao rồi sắp xếp các cụ thấy không? Không phải đơn giản đó, nghe quý vị Nhà mình mà đám dỗ Nhiều khi không được 400 người nữa Mà mình lo trước mấy tháng Còn chùa mình mỗi ngày ba buổi ăn cứ là say hoài vậy đó giờ này mình đang ngồi để nói chuyện ở dưới đang chia cơm rồi chảy lăn xăng ở dưới bốn năm cô năm bảy cô vậy đó làm rồi cái bữa nay nó bắt đầu ở dưới nó ngâm với sườn dưới bắt đầu nó dắt rồi nó nó siết cho khô cái cụ nó cụ thấy không nên từ nơi đó mà quý phật tử khắp nơi nơi nghe gì vị biết rằng mình về chùa mình ăn miếng cơm ăn một miếng đồ chay tuy nó đơn giản nhưng mà nó bao nhiêu là cái duyên vào chỗ đó đó tại vì đâu phải là nó một hai người mà là nó quá đông người nó quá đông người nên nó trở thành một lực lượng phải làm dữ lắm mới đường gì nên mai mốt là nhà đức sắp xếp lại buổi chiều của mình bớ ra cái hộp cơm đó cụ khỏi rửa cái khay nữa nó gọn một chút buổi chiều Tại vì Đức thấy buổi chiều mình từ từ ăn với từ nó nhẹ Cứ là đồ hủ luộc chấm muối tiêu ăn với cả ngày nào mình cũng biết Hủ luộc chấm muối tiêu Khỏi cần suy nghĩ Luộc tiêu, luộc tiêu <laughs> Nó cứ vậy mà tu à Nó... Ai chịu không nổi muốn đi kiếm đùi gà gì ăn thì đi đâu thì đi kệ người ta Còn mình ở chùa mình quyết định giảng sanh luộc tiêu, luộc tiêu cứ là chiều nào cũng luộc rồi tiêu. <laughs> tiêu ăn đủ luộc chấm muối tiêu ăn giết tiêu nghiệp luôn ăn với nó nhẹ rồi chiều nào là cũng suy nghĩ rằng là ăn đủ luộc chấm muối tiêu nhớ nha cái vị muốn giữ phước được nha đừng có nói rằng là tôi ăn với tôi ngán lắm buổi chiều tôi không ăn cơm nữa là cơ thể có vấn đề quý vị có vấn đề luôn không có nói là ngán gì mà không xuống ăn hết trơn phải ăn ngán cũng phải ăn ăn cho hết ngán luôn ăn cho thành quen á đó chứ không phải nói rằng là bây giờ đồ hủ lục chấm muối tiêu hoài tôi ngán quá tôi không ăn nữa không có được đâu nó có vấn đề của cơ thể còn thời gian bắt đầu là cái tâm nó lu bu đó lộn xộn á nhớ đó đây là mình tu hành có kinh nghiệm á lúc trước những đứa đã từng thử qua hết rồi có những thờ không ăn có những thờ ăn có những thờ không ăn có khi buổi trưa ăn một thờ không ăn hai buổi kia rồi có khi ăn hai buổi buổi chiều không ăn có nghĩa là sống trong chúng nó không đơn giản quý vị ơi nó phải là có một cái khuôn khép chứ không thể nào mà tự tiện được nên mới nói là chị dớ không không có nói là ngán mà không ăn phải xuống ăn ăn ít cũng phải ăn như ngồi đó mà biết nó hủ nha gấp lên nha chấm vô muối tiêu nhìn đồ hủ <laughs> tao cũng ngán mày lắm nhưng mà mày đừng có nhìn tao cái hậu <laughs> bỏ vô miệng nghe bắt đầu bị biết rằng khi mà cái gì mà mình ăn mà mình ăn mà mà nó không ngon nó có một cái nguyên lý sâu lắm nằm bên trong nghe quý vị cái nguyên lý sâu là cái gì biết không nó không có tham ăn vì nó ngán mà làm sao mà tham còn cái gì mà mình ăn ngon nó mới tham Ăn ngon gộ gấp vô bỏ vô miệng nhai Nhai mà chưa nhai bao nhiêu chứ là nuốt Chưa nhai bao nhiêu là nuốt liền Tại vì ngon quá phải nuốt nhanh nhanh để ăn nữa chứ Nó thành tham ăn nên thành bệnh Thấy không Còn miếng đồ hũ chấm muối tiêu quý vị biết rằng là nó ngán quá Nên mình dùng cái cách này để mà mình giúp mình tu hành hướng đến chỗ giải thoát luôn Có nghĩa là nó không phải là hưởng thụ gì Mà có nghĩa là ăn để sống để tu để giải thoát chứ không phải là sống để ăn để hưởng thụ phải không no, cái món đậu hũ chấm muối tiêu nó hay chỗ này nè gấp miếng đậu hũ lên nhìn đậu hũ nghe mày nhìn tao hả bỏ vô miệng nhai <laughs> nhai sao nuốt vô nó không vô trời nhai nuốt không vô luôn rồi xong lấy cái tay bụng cái miệng lại bụng lại mới vô hồng nghe là quý vị không có đơn giản nha quý vị rồi ăn cái kiểu đó nghe bắt đầu là nó chậm Nó từ tốn từ tốn từ tốn nghe Ăn ít nghe mà cái bụng nhẹ Tâm tư ăn xong nó có năng lượng gì sao Vì cái lúc ăn nó không tham Quý vị nghe gì quý vị kinh nghiệm đi Nó không tham Còn cái buổi trưa nào mà đồ ăn ngon nghe Món này món kia đồ nghe ăn nghe Gấp nghe Ăn mắt giáo giác cái này sợ người ta gấp hết phải không Giáo giác hết năng lượng Cuối cùng ăn xong rồi chưa về ngủ thẳng cẳng tay chân xả <laughs> nghe keng 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 lăn qua một bên <laughs> kêu lăn lại còn cái món đậu hũ luộc chấm muối tiêu này quý vị ăn nhẹ ngủ khỏe thức sớm thức dậy tỉnh táo ít hôn trầm nên cái món đậu hũ luộc chấm muối tiêu là cái món đặc sắc cho người niệm Phật cầu sanh cực lạc <laughs> Đặc biệt như vậy đó, quý vị Nghe gì rồi quý vị mới thấy được. Cái món đồ hủ chấm muối tiêu này là tuyệt Về cố gắng làm món đồ hủ chấm muối tiêu Cái món này làm khỏe nữa Rồi ai mà làm vợ mà nói mà học cái món đồ hủ luộc chấm muối tiêu chắc thôi Khỏe re sáng nào ông cũng là hủ luộc chấm muối tiêu chiều là hủ luộc chấm muối tiêu tôi cho ông ăn với rồi ông tiêu luôn <laughs> ông tiêu những cái tâm gì lu bu của ông luôn Đó. nên có nhiều cô mà cổ niệm phật của nói ông chồng cổ này kia những đứa nói cho ông ăn là hủ luộc chấm muối tiêu đi <laughs> cho ông ăn cái món này giết là ông đàng hoàng lắm quý vị biết rằng trong chùa mình nè nếu mà quý vị biết cơ thể mình ăn ngon quá nghe cái tâm nó cũng sanh vọng tưởng bậy bạ nữa mà khi ăn mà nhẹ nhàng vậy đó nghe cái tâm nó không có sức để mà suy nghĩ cái thứ đó thì suy nghĩ cái gì niệm Phật <laughs> kỳ cục vậy đó nó nên nghe gì rồi quý phật tử vô chùa mình nó sống mỗi ngày nó bình yên lắm vô đây là khỏi nói dịu giàu nghèo gì đi khỏi cái vị ngoài đời giàu gì cái chuyện của quý vị nhưng vô đây là chúng ta sống vậy đó nó rồi xong ngủ chung phòng với nhau nằm lê lết gì đó nó nói tới câu này sao tự nó ngọng vợ <laughs> nó nằm ngủ mà sao ở nhà có một cái phòng mình nằm đồ máy quạt đồ máy lạnh đồ thấy không mát mẻ bây giờ vô rồi vô đây nằm trong cái phòng rồi năm bảy người nằm trong đó có nhiều bà bằng đi mà ngủ bà ngái có nhiều bà bà thở vô mặt mình <cười> <cười> nhiều bà bà ngủ bà ngái lắm đâu đơn giản đâu khi bà ngày mặt mày sáng sủa đẹp vậy đó nhưng mà khi cái giờ ngủ rồi nhiều khi tự nhiên cái mỏ mình nó chu ra à, không có giỡn đâu nó nên từ nơi đó mình nằm kế bên bả rồi ngủ không được nó bắt đầu nằm rồi xong nghe mấy bả nằm mấy bả ngủ rồi xong mình lúc đó mình ngủ không được đó mình thức rồi mình mặt mình mình nhìn từng người từng người từng người ai dưới đà phật Ai à, với đà phật thì ra chúng sanh là như vậy hồi <laughs> sáng nhìn bà ngon quá mà giờ này nhìn bà nó bèo nhèo vậy đó hả chợ rồi bà nằm nghiêng nằm ngã rồi chân cẳng bà quất đầu này quất đầu kia rồi khi bà lăn qua bà ôm mình nó nghĩa là nó ngủ rồi là nó kỳ cục lắm ngủ với người lạ mà cái hơi nó lạ nó khó ngủ vậy đó mà ở trong cái hoàn cảnh đó mà mà tu nó tu rèn luyện chính mình rồi mới cảm giác được cái khó cái khổ rồi mới nhìn được cái cõi ta bà này là cái cảnh trượt ác khổ đau Thì cái tâm cầu giảng sanh nó mới mãnh liệt Thấy không? Còn nếu như mà mình phơ phớ khỏe quá thì sao mà Mà niệm Phật cầu sanh cực lạc Nên có nhiều cô gặp những đức nói chồng con như thế này Chồng con như thế kia Những đức nói rằng là nhờ ổng vậy mà bà mới chịu niệm Phật cầu sanh cực lạc đó Chứ nếu ổng mà thương mỗi ngày, ổng thương, ổng lo lắng, ổng chiều chuộng từng chút từng chút, đố mà bà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bà phải có cái khổ gì bà mới niệm Phật cầu sanh cực lạc? Bà mới thấy cái cõi ta bà này khổ khổ không thể nói Rồi mình mới có cái cảm giác rằng Ở thế giới cực lạc vui vui chẳng nghĩ bà Mà mình muốn cầu sanh cực lạc Thấy không Nên đừng có sợ cái khổ ở cõi ta bà Vì ở ta bà là phải khổ Nên chúng ta chỉ có một đời ngắn ngủi khổ Rồi chúng ta niệm Phật về cực lạc là chấm dứt khổ đau Phải có một tiêu chuẩn như vậy Thì bị tu mới thích Tu mới thích vô cùng phải không Chứ đâu có đơn giản mà vô đây mà lễ Mà đau đầu gối rồi ngủ chặt chọi gì mà ta ở nó phải có một cái pháp vị gì Nuôi cái tâm người ta an lạc kìa Người ta mà ở Không đơn giản đâu Chứ ở chặt chọi mà nhà vệ sinh rồi cũng nhiều lúc thiếu thốn nữa Khi mà một lúc mà đi vô Nhiều khi người ta vô đi rồi mà Mà mình đứng ngoài mình đợ Đứng đợ mà lúc đó cái bụng nó đang đau Nó soi ủng ụt, ụt, ụt Công nhận niệm Phật này hay thì quý vị Rất là hay nha Kể cho quý vị nghe cách nay khoảng 4 ngày trước tự nhiên cái bữa đó buổi trưa ăn cái gì mà cái dĩa rau sống rồi mấy cô trộn đó, những đứa ăn một miếng tự nhiên bữa đó ăn cũng ngon ngon nha nó đúng ham ăn thấy chưa ngon ngon là biết rồi đó ăn xong cái bụng bự cứng cái bụng xong bắt đầu như thế nào đi ra cái chỗ mà rửa khay đứng rửa khay đi, biết không rửa khay mà sao tự nhiên cái bụng mình sao cái cái thức ăn đó, nó chạy lên chạy xuống ở trong cái bụng mình xúc số, số kỳ chợ không lẽ ăn nhầm với con chuột con gì mà nó chạy trong bụng dữ vậy ta chạy lên chạy xuống kỳ cục ấy tự nhiên nó, nó, chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống mà nó rồi 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 cái bụng có vấn đề chết rồi có vấn đề cố gắng rửa khay rửa khay rửa khay nghe rửa xong khay hết trơn rồi nó cũng mỏi rồi xong bắt đầu về phòng bắt đầu rửa mặt một cái đầu nằm ngủ nằm ngủ xong thức dậy một cái cái bụng nó đau nó đau nó đau đau, đau, đau quặn quặn vậy đó như đức nó rồi ăn nhầm mấy cái rau bên ngoài Nó xịt thuốc Tại giờ mình nó ăn chay nó cũng lâu rồi Mình ăn rau sạch nó quen rồi Bây giờ mà ăn cái gì mà nó có cái chắc gì Không phải là nó nó có cái sự kích động liền vậy đó quý vị Còn nếu mình ngoài mà mình ăn quá nhiều cái quá chắc nha Ăn vô thì nó không có cái gì ảnh hưởng gì Vì nó phân tán độc hết trơn rồi Còn bây giờ cơ thể nó khi nó sạch rồi đó Mà bỏ một cái gì, cái gì vô nó không phải là nó nó bắt đầu là nó có triệu chứng cho mình thấy liền Nó mau có triệu chứng cho mình thấy lắm Thấy nó giải quyết liền xong mà thì quý vị biết rằng là cái bụng lúc đó nó đau vô cùng đau thì buổi trưa những đức á bây giờ không có qua nhà biết thì những đức niệm phật cứ là cầm cái máy bấm ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật niệm được á, hình như là một tiếng năm phút niệm được một tiếng năm phút ngồi trong cái phòng niệm xong tự nhiên đang niệm gì tự nhiên sao nó mất đi quá trời à hồi lúc đó mà không có nhà vệ sinh mà vô mà đứng đợi coi chừng nó đi trong quần luôn á à. Thấy cái bụng mình nó kỳ cục rồi đó Quý vị biết rằng niệm một tiếng 50 phút Bước vô nhà vệ sinh ép Hết trơn Rồi xong luôn Hết đau bụng luôn Trong bụng nó hay thiệt trời Công nhận luôn Đúng ra là cái bụng mình bị tiêu chảy rồi đó Vậy mà mình cố gắng Mình niệm Phật một tiếng 50 phút Xong rồi bước vô nhà vệ sinh ép Hết trơn Rau gì nó ra sạch hết luôn gọi hết luôn Thấy đặc biệt chưa Nên từ nữa đó, đó quý vị thấy rằng Nếu quý vị mà niệm Phật quen rồi đó nghe Khi bất cứ gặp cái bệnh gì Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Rồi cái tâm mình bắt đầu là nó nó tích lọc, tích lọc, tích lọc Những chất động nó quy về thành một điểm Nó quy về thành một điểm Anh <laughs> Thấy chưa Ờ, quý vị biết rằng là nói gì nó vui vui nhưng mà chân thật là nó có cái kết quả lợi ích lớn mà phải niệm phật đó, nghe nó mới có cảm giác này có cái ông kia là nói rằng lúc trước chưa biết tu mỗi lần mà nhảy mũi một cái số mũi một cái là hoặc là nhảy mũi một cái là trời ơi nhảy mũi một cái trời ơi vì biết rằng khi mà ông nghe chiếc máy như đức mỗi lần mà ông nhảy mũi một cái ai gì đạo phật ai gì đạo phật cuối cùng quý vị biết rằng ông hết nhảy mũi ông hết số mũi xong ông nói một câu gì nè niệm phật hay thiệt khi bị bệnh niệm Phật Bệnh hết mà câu Phật hiệu còn Đặc biệt chưa? Bệnh thì hết mà câu Phật hiệu còn Là cảm giác được câu Phật hiệu đặc biệt Nên cuối cùng cái bệnh thì chảy mất dép Còn câu Phật hiệu thì còn hoài trong tâm Nên giữ hoài câu Phật hiệu niệm câu Phật hiệu Nên nó có một cái pháp vị đặc biệt vô cùng Nên bệnh hết câu Phật hiệu còn à, Thấy chưa? Họ nhiều người lắm Ung thư gì mà khi mà niệm Phật này Mà nó còn quy gom được mà Chịu niệm Phật là kết quả liền Phải tin và niệm Phải niệm Cả ngày cứ niệm Phật đi An lạc lắm Cứ là niệm Phật Niệm Phật với thành quen nha quý vị Ai mà ngồi nói chuyện với quý vị nghe Họ nói chuyện Tự nhiên lúc đó bị cầm cái máy bấm liền Bấm liền đó Có nghĩa là Lúc nào cũng vậy là cái tâm nó thường nhớ Phật Vì sao nó niệm thành quen Niệm thành quen Mà tối như Đức nói chuyện với anh em Như Đức nói một câu gì nè Mình là người niệm Phật phải nghe lời chư tổ dạy Chư tổ nói là sao Bạn chỉ cần có tính nguyện chịu niệm câu Phật hiệu này thôi Còn cái cái việc mà tiếp dẫn bạn về thế giới cực lạc Là việc này Phật Ai Di Đà làm Cả cuộc đời của bạn chỉ cần chịu niệm Câu Phật hiệu này niệm tới cùng Đừng có thay đổi phương pháp và đừng có cầu nhất tâm nhất gì Cứ là có tính nguyện niệm Phật thôi Hòa Thượng Thích Minh Thông Ngài giảng đạo này hay Giảng tư tưởng của Ngài Thiện Đạo Đại Sư Lúc trước tôi nghe tới cái chỗ Mà niệm Phật nhất tâm Tôi cảm giác rằng làm sao làm được Khi nghe Ngài Thiện Đạo Đại Sư dạy Thì tôi thấy đặc biệt quá Tư tưởng này tôi chịu vô cùng Nhất tâm là như thế nào Là từ khi gặp tịnh độ Cho đến khi chết Là chỉ một câu Phật hiệu này niệm đến cùng Gọi là nhất tâm Bất lọn là như thế nào Là không có thay đổi phương pháp là không lọn Nhất tâm bất lọn là một câu Phật hiệu Niệm suốt cuộc đời gọi là nhất tâm Không chuyển phương pháp là không lọn Ngài nói rằng Nghe Ngài Thiện Đạo Đại Sư Ngài nói về công đoạn này Tôi chịu vô cùng Tôi thấy rằng mình làm được Còn nói về cảnh giới nhất tâm không làm được Thấy không Còn giảng về cái thành phiến thì Ngài nói mình cũng chịu vô cùng nữa ngài nói thành phiến là như thế nào Không có cảnh giới gì chứ thành phiến là cả ngày cứ niệm Phật là thành phiến Cứ là niệm Phật Chứ không có nói rằng là nhiếp tâm hay là loạn tâm gì Bạn cả ngày cứ niệm Phật thì là thành phiến Từ khi gặp được tịnh độ thì tu cả cuộc đời Như vậy thì gọi là nhất tâm Hay thiệt Nghe như vậy rồi thì mình thấy rằng Ồ vậy là tôi làm được còn nói về cái cảnh giới nhất tâm của bà La Môn nữ nó thôi tôi chịu thua, không làm nổi. Còn nói về thành phiến mà bạn không vọng tưởng gì khởi tâm điều ai với đạo Phật ai làm được. Cái cảnh giới này thấp đó mà không làm được rồi đó. Hiếm có người làm được rồi đó. Nhưng mà ngài giảng về cái chỗ cả ngày bạn niệm ai với đạo Phật vậy thì là thành phiến. Cứ là niệm Phật thôi. Nhưng mà nhớ tu mà chấp tu thì nó cũng sanh phiền não nữa đó nhớ nghe không có nghĩa là câu vật hiệu này niệm là trong mỗi lúc mỗi giờ làm việc đều là niệm phật khi có việc là nhiệt tình mà làm rồi niệm phật được thì cứ niệm khi buông công việc ra rảnh là nhất định phải tu chứ tuyệt đối không có chấp cái việc làm cũng không có chấp cái lên trách điện tu mà chúng ta chỉ càng rảnh nhất định không bỏ tù thờ khóa công phu luôn luôn giữ chuẩn xác vậy thì bạn tu như vậy bạn sẽ bị phiền não còn nếu như bạn chấp công việc này mà mà, mà bạn bỏ tu Mà bạn chấp con cái việc tu mà bạn không chịu làm Giờ tôi tu mà làm cái gì Thì bạn cũng sanh phiền não và có sự trở ngại cho đối với bạn Còn nếu như bạn điều tùy duyên hoàn toàn Nhưng cái lúc mà mình người ta sắp xếp mình rảnh hoàn toàn như vậy Thì nhất định thờ tu mình không bao giờ bỏ Còn nếu mà công việc lễ lọc mà nó bạn bị quá Thì mình niệm Phật trong công việc đó mà mình tu Vậy thì bạn không có bị cái sự trở ngại đụng chạm Phải nhớ nghe không? sống trong chúng cái chỗ quan trọng nhất là cái gì là hòa chúng mà sống giữ được phước đức là ngay cái chỗ nào hòa chúng mà sống Đó. nên chứ đừng có nghiêng về một phương hướng gì chứ ha. đừng có nghiêng cứ đi trung đạo thôi trung đạo mà đi vì nghe hướng dẫn gì chúng ta thấy rằng mình làm được thấy rằng mình làm được thì mình cố gắng mình niệm phật thôi à một câu vật hiện này tuyệt lắm rất là tuyệt vời Tất cả những việc gì ở thế gian này Bạn muốn thành công chỉ có niệm Phật Bạn có thành công Bạn không niệm Phật để bồi dưỡng tâm Được an lạc Thì tất cả việc thế gian này bạn muốn thành công khó vô cùng Vì tâm đã bất an rồi Làm sao bạn thành công Trong công việc Tâm phải an thì việc gì cũng thành công Tại sao ở đây mình làm nhiều việc Việc gì mình làm nó cũng thành công Vì cái tâm mình phải an lạc Hồi tối những Đức nói với anh em rằng đó, Đợt này lễ khỏi đem hoa tượng của tá quán Thế âm ra bên ngoài, khỏi bố trí bên ngoài bằng thờ gì trên bên ngoài khỏi luôn, từ ở ngoài lễ vô trong, gọn hết luôn, gọn 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 lại niệm phật làm chính, tu là quan trọng, không có bài bố nữa, lần này mà ổn rồi nghe, mai mốt díu của tá quán tới âm cũng là như vậy luôn đem mấy cái đơn ra tới ngày đem mấy cái đơn ra xong tới giờ lên hướng dẫn hướng dẫn xong lễ bồ tát quán thế âm xong đi về xong gọn hơn càng ngày càng gọn điểm chính là cái gì là tu hành nó càng ngày càng gọn vậy đó nên chùa mình càng ngày càng phải gọn điểm chính là gì thật chắc tu hành Các vị nhớ nghe câu vật hiệu này tuyệt lắm á cố gắng mà niệm đi Người từng chủ tới người cộng tu Phải chăng thật mà niệm Những Đức từng nói rằng Cuộc đời đến thế gian này nếu chúng ta mà không gặp Phật Pháp đó nha Là chúng ta đến thế gian này vô nghĩa Quý vị bây giờ có một ông chồng thiệt giàu làm giám đốc Cái nghĩa lý gì Quý vị làm vợ Ông quý vị sanh cho ông vài đứa con Rồi mai mốt quý vị tóc bạc phơ Rồi lưng cơm chân mỏi Quý vị cầm theo cái gì ở thế gian này Tình cảm nào thật thì bây giờ lỡ có chồng có vợ rồi Thì thôi cố gắng mà lao theo chàng cảnh nó đi Nhưng mà may thay gặp được Phật Pháp nghe không Nếu chúng ta không gặp Phật Pháp này Quý vị thấy cuộc đời chúng ta sống cái nghĩa lý gì Tạo ra một đống để đi tạo nghiệp Rồi cuối cùng đi đỏ lạc Chúng ta được cái gì à? Phải là vô nghĩa đến thế gian này không gặp được Phật Pháp không Chúng ta rất là may mắn gặp được Phật Pháp Quý vị ơi Thấy cái cảnh ngao ngán cái cảnh đời Rồi bữa nay thương ngày mai ghét Bữa nay anh anh em em Ngày mai mày tao mày tớ thấy chưa Lúc thương thì anh là của em Em là của anh lúc ghét rồi mày đi ra chỗ khác mày Không ưa đó Thấy mặt mày là tao không, không, muốn ăn cơm rồi đó nghe Thấy không Chữ nhau quá trời luôn thấy chưa Bao nhiêu tình cảm lúc trước Còn là cái gì nữa Từ nơi đó mà Mình phải nhận thức được cái khổ của ta bà này Bởi vì có bài hát mà nói là tình chỉ đẹp khi tình gian dở Nó đẹp trong cái lúc mà gian gian dở dở biết không Lúc mới đến với nhau mà nó nó, nó có sự cản trở Gian gian dở dở là đẹp lắm Anh là của em, em là của anh mà Một đứa thì đứng bên núi bên đây Một đứa đứng núi bên kia mà đứng Anh à, Em Giống như mà gọi là tình gian dở giữa Lan và Điệp phải không Lan nó đi tu rồi vậy mà điệp vô gịch với chuông gịch với chuông gịch với chuông lan em lan em anh hãy về đi hãy về đi chưa tình chỉ đẹp cái tình gian dở gian gian với dở không vậy mà nó đến với nhau nó cặp với nhau rồi thành vợ thành chồng rồi có con rồi lúc đó mày đi ra chỗ khác mày tao chán mày lắm rồi thấy không là nó đến rồi nó đâu còn gian gian dở dở nữa nên cái bài hát cũng hay tình chỉ đẹp cái tình gian dở <laughs> thấy chưa thì thấy cái tình cảm mà nó 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 nó, nó, nó dối giá lắm nó, lúc thương rồi nghe trời ơi nó nó bò dưỡng thôi đừng có nói nữa nó bò dưỡng dữ lắm khi người yêu mình thương mình phải không nửa đêm nè em muốn ăn cháo <laughs> nó chạy rồi nó chạy bộ nghe bộ chạy bộ chạy quá trời sức mồi hộp đi đi mua cháu lòng cho em ăn nó, <laughs> lễ lọc và chuẩn bị mua được cái này cái kia rồi tặng quà cho em mà khi cưới về xong rồi bắt đầu là có một hai đứa con rồi lúc đó như thế nào quà quà cái gì quà ngày xưa còn quà còn bây giờ con cái rồi quà cái gì lo đi làm đi hay không thấy quý vị thấy hư tình giả ý chưa nó nên từ nơi đó mà ở thế gian này không gặp phật pháp đó quý vị Cái tồn tại cái gì nên những người mà gặp được phật pháp thì quý vị nhớ quý vị phải nắm bắt cho chắc nghe chưa sự an lạc nhất là học Phật Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người đó Phải bồi dưỡng chữ này để có sự hưởng thụ lớn nhất của đời người này nghe không nó, Nên cái người học Phật phải nắm bắt cơ hội này Nắm bắt cơ hội tuổi trẻ này Để phục vụ chúng sanh, để có cái ý nghĩa cuộc đời này Nếu không phục vụ một ông chồng, một bà vợ Rồi sanh chồng mấy đứa con, sanh muốn le lử luôn vậy đó rồi nuôi cũng muốn le lử luôn Nó lớn lên rồi nó làm mình khổ cũng le lử luôn Cái lử này cứ le hoài Chắc mai mốt thành ma le à <laughs> thấy không ờ cái gì đâu mà le lữ không à cái vị thấy ngoài đời không thương mà đến mức mà thương cũng muốn le lữ nữa rồi khổ cũng muốn le lữ nữa rồi đẻ cũng le lữ nữa đẻ không le lữ mấy bà đẻ bà thấy sao à! le lữ không thôi ơi mấy bà gặn chết luôn mà không le lữ rồi xong á được đứa, con rồi vui cũng là có cũng vui cũng le lữ nữa rồi bắt đầu nuôi cực khổ nuôi cực khổ cũng muốn le lữ nữa rồi nó quay lại nó 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 làm mình đau khổ cũng muốn le lữ nữa rồi khi gần chết sân si thì le thì đó là thấy chưa nên cả cuộc đời này là cái gì vậy quý vị nó giảng thì như vậy đó nhưng mà quý vị thấy cuộc đời này là cái gì phải diễn rõ ràng không nó diễn nó vui cho quý vị dễ coi thấy chưa nó thấy cuộc đời này là cái gì chúng ta không gặp được Phật pháp không làm một số việc gì của cuộc đời này và niệm Phật cầu sanh cực lạc thì cái ý nghĩa gì ở thế gian này nên quý vị phải cố gắng niệm Phật nha ở đâu cũng nên cố gắng niệm Phật đời hay đạo gì cũng phải cố gắng niệm Phật mục tiêu của mình là đời này phải sanh về thế giới cực lạc nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về tình độ a à, di đà phật a à, di đà phật A di đà Phật A di đà Phật <laughs> A à, di đà Phật. A à, di đà Phật. A à, di đà Phật. <laughs> Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật à. A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật